Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Và các bạn biết sung sướng là gì không? Sung sướng là ngay bây giờ mình có thể mở hộp chiếc iPhone 12 Pro phiên bản màu xanh và chia sẻ nó với mọi người. Hộp của nó năm nay thì được làm dẹp hơn so với cả mọi năm, khi mà kích thước của hộp chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Và không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ là cái màn mà mọi người yêu thích nhất, đó là bóc hộp. Đấy, cái phiên bản iPhone 12 Pro màu xanh của mình. Trông nó có được không ạ? Nó có giống hình render không ạ? Và trông nó có đẹp hơn iPhone 12 không ạ? Được của nó phết đấy chứ. Và chúng ta sẽ còn một sợi cáp là C2 Lightning này, cũng như là những cái phụ kiện đi kèm thì kiểu sách hướng dẫn sử dụng rồi của táo cắn dở sticker ấy. Mọi thứ đều làm nhỏ bằng một nửa so với cả trước đây. Rồi, bây giờ sẽ là màn quan trọng nhất mà sung sướng nhất của một người khi mà sở hữu iPhone mới, đó là bóc cái siêu màn hình. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã được bóc sẵn rồi, và đây đương nhiên không phải là máy của mình, tại vì máy đang ở bên Nhật. Và cảm ơn bạn Thương Duy rất nhiều khi mà đã hỗ trợ Vật Vờ Studio để có thể thực hiện video này. Bạn Thương Duy có chia sẻ với mình một chút, đó là về chiếc iPhone 12 Pro bạn đã pre-order ở bên Nhật. Và khi pre-order thì mức giá của nó, nếu mà tính ra theo tỷ giá mà đóng full thuế ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 25.900.000. Mình khá là bất ngờ với cái giá bán này, khi mà so sánh với giá iPhone 12 Pro chính hãng bán ra ở Việt Nam tại Sellonet, thì iPhone 12 Pro sau khi áp dụng hết ưu đãi chỉ còn mức giá là 26.490.000 thôi, tức là đắt hơn thị trường Nhật khoảng 500.000 khi mà đóng full thuế. Các bạn thấy không? Các bạn biết vì sao không ạ? Là vì khi các bạn đặt hàng iPhone 12 Series VNA tại Sellonet thì các bạn sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng cho chủ thẻ ngân hàng, cũng như là thu cũ lên đời trợ giá ngay 1 triệu đồng. Đó, anh em có thể yên tâm đặt hàng tại thị trường Việt Nam với mức giá của nó cũng rất là tốt. Và đường link mình sẽ để ở phần phía dưới mô tả của video nhé. Còn ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận mà lần đầu tiên được sờ mó vào chiếc iPhone 12 Pro. Thì các bạn đã thấy là iPhone 12 Pro năm nay cái sự thay đổi nhiều nhất của nó là về cái thiết kế. Gọi là nhiều nhưng mà nó không khác biệt quá lớn so với cả chiếc iPhone 11 Pro. Như khi mà chúng ta sẽ có cái phần cạnh viền thay vì được làm bo cong ra thì bây giờ nó được làm bẹp hơn. Tức là nó giống với cách thiết kế của những chiếc Sony Xperia, hay là giống với trước đây là chiếc iPhone 5S, khi mà những cạnh viền được làm hết sức sắc cạnh. Và khi mà các bạn cầm nắm máy trên tay ấy, thì con này cảm giác cầm nắm của nó cũng rất là tốt. Nó chỉ hơi sắc cạnh một chút thôi, và cảm giác cầm nó như kiểu là iPhone 5 ngày xưa ấy. Nhưng mà phần cạnh viền được làm từ thép nên là cầm nó có một sự gì đấy đầm chắc và nó mát tay hơn rất là nhiều. Cái phần mặt lưng của iPhone 12 Pro hôm nay thì vẫn có cái phong cách thiết kế y hệt so với cả phiên bản trước đây. Khi mà phần kính thì được làm nhám và cái màu xanh này, như các bạn đã thấy, do mình quay cái điều kiện ánh sáng trong nhà ấy, nên cảm thấy nó không được quá nổi bật và ấn tượng so với cả phiên bản trước đây. Nếu mà đem ra dưới ánh sáng ấy, thì nó sẽ nổi bật hơn rất nhiều. Và cái phần cạnh viền xung quanh thì vẫn được làm bóng. Và các bạn thấy không, nó bám khá là nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Năm nay ở trên iPhone 12 Pro cũng có một sự thay đổi về thiết kế, đó là cái phần khai SIM. Thay vì trước đây được đặt ở phía bên cạnh phải thì nó đã được chuyển qua ở phía bên cạnh trái này. Và ở phiên bản mà mình mua ở bên Nhật ấy, thì nó sẽ không có cái dải anten 5G. Cái dải anten đó chỉ có duy nhất ở trên phiên bản US mà thôi. Điểm thay đổi tiếp theo đó là về màn hình. Thì so với cả iPhone 11 Pro năm nay thì iPhone 12 Pro sẽ có kích thước màn hình lớn hơn một chút, là 6,1 inch, vẫn là tấm nền OLED này, có HDR10, rồi độ sáng tối đa có thể lên tới là 1200 nit. Màn hình này thì được phủ lên một lớp ceramic để giúp các bạn có thể vuốt nó đã hơn, và trải nghiệm thực tế của mình ấy thì cảm giác vuốt nó cũng khác biệt hơn một chút. Cái điểm thay đổi tiếp theo ở trên iPhone 12 Pro đó là về camera. Mặc dù vẫn có 3 camera với độ phân giải là 12 megapixel, nhưng mà năm nay thì Apple bổ sung thêm một camera LiDAR để các bạn có thể sử dụng những cái ứng dụng AR nó tốt hơn, cũng như là hỗ trợ cho việc xóa phông chân dung khi các bạn chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, nó cũng sẽ tốt hơn. Và cũng camera này thì được cải tiến hơn một chút khi mà cái khẩu độ của nó lớn hơn ở camera chính, với khẩu độ là f1.6 này, hay là camera ultra wide thì cũng tương tự như vậy. Và mình thấy là iPhone 12 Pro Max mới có sự thay đổi lớn nhất về camera, nhưng mà mình chưa có trên tay để có thể chia sẻ với mọi người. Còn với iPhone 12 Pro, về khả năng quay video của nó, trước đây thì Apple luôn đem lại một cái sự tín nhiệm nhất định, thì năm nay họ đã bổ sung thêm cái khả năng quay video 10 bit HDR hay là Dolby Vision HDR để giúp anh em có những cái thước phim nó sẽ đã hơn rất nhiều. Và cái trải nghiệm camera mình nghĩ là khi mà có máy trên tay mình sẽ quay và chia sẻ nhanh với mọi người. Còn đây là những bức ảnh cũng như là khả năng quay video mà mình có nhờ bạn Duy ở bên Nhật quay và chụp nhanh để anh em có thể xem thêm, đánh giá xem là cái chất lượng ảnh của nó sẽ như thế nào nhá. Nhiều anh em có thắc mắc là cái Face ID ở trên chiếc iPhone 12 Pro có nhỏ hơn so với iPhone 11 Pro hay không, thì cá nhân mình đánh giá thì nó y hệt như vậy à, chẳng qua là cái viền màn hình của nó khi mà được làm mỏng hơn ấy thì nhìn trông cảm giác máy nó sẽ dài hơn, các bạn thấy nó nhỏ hơn thôi, chứ thực ra thì kích thước của hai cái đều vẫn y hệt như vậy. Và thời lượng pin thì lại là một điểm cắt giảm so với cả chiếc iPhone 11 Pro,
khi mà nó chỉ còn dung lượng pin là 2815 mAh, vẫn có sạc nhanh 20W nhưng mà 30 phút vẫn chỉ sạc được 50%. Và trên đây thì là những trải nghiệm nhanh của mình về chiếc iPhone 12 Pro. Thì các bạn nghĩ sao? Đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới và truy cập ngay vào đường link phía dưới mô tả của video tại 7net để có thể tham khảo giá bán của những chiếc iPhone 12 Pro chính hãng khi mà mức giá của nó khởi điểm cho phiên bản bộ nhớ thấp nhất sau khi áp dụng hết ưu đãi chỉ còn là 26.490.000 thôi. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.